Hoàng Mập từng phụ hộ để xe thuê ở chợ Tân Bình, tuổi 51 là đại gia trăm tỷ. Tôi không phải đại gia gì đâu, tôi chỉ là người bình thường, chịu khó làm việc, chịu khó đi cày, đi làm thôi. Tôi không chấp nhận hai chữ đại gia, Hoàng Mập chia sẻ. Ở tuổi 51, Hoàng Mập đang có cuộc sống viên mãn, vợ hiền, con ngoan, biệt thự trăm tỷ và rất nhiều bất động sản, đồ cổ giá trị. Bên cạnh đó, Hoàng Mập và hãng phim Hoàng Thần Tài của anh được nhiều người biết đến và yêu thương nể trọng bởi cách sống nghĩa tình có trước có sau. Tuổi thơ nghèo túng cơ cực. Hoàng Mập vốn sinh ra trong một gia đình sung túc, đông anh em ở Cần Thơ. Thời ai ai cũng nghèo khổ, nhưng Hoàng Mập đúng nghĩa sống trong nhung lụa. Đi học có xe hơi đưa đón. Nhưng không bao lâu sau, do biến động thời cuộc, gia đình anh rơi vào nghèo túng cơ cực. Anh từng kể, lên lớp 6 tôi bắt đầu cảm được hoàn cảnh của gia đình mình. Ba tôi, từ một ông chủ đẹp trai trở nên đen đúa gầy nhom vì ngày ngày đi mò cua bắt ốc. Mẹ tôi, một tiểu thư, một bà chủ không biết làm gì, từ những ngày cá ăn một thau, con to ăn, con nhỏ đem xuống sông đổ. Vậy mà lúc đường cùng cũng phải sống bằng mọi giá. Những năm 78-79, nhiều người chết đói, nhưng năm anh em tôi vẫn ăn cơm trắng đàng hoàng. Anh em tôi ăn xong còn chừng một chén cơm, ba mẹ nhường qua nhường lại, nên bao giờ cũng còn một chút. Vẫn chơi đã, chiều lại xuống lục nồi ăn nốt. Nếu lúc đó mình cảm được, thì lẽ ra phải chia đều phần cơm ra nấu cháo, để cả nhà ai cũng được no, chứ không để ba mẹ nhường hết cho mình. Năm tôi học lớp 5 thì ba mất. Từ khi ba mất, mẹ tôi một nắc nuôi 5 đứa con. Mỗi ngày mẹ bơi xuồng gần 20 km đi Long Xuyên mua tàu hũ, nước tương về đem ra chợ bán. Đi từ sáng tới chiều mới về, ngày nào cũng thế. Tuổi thơ của tôi nhiều năm gắn với chiếc xuồng đó của mẹ. Thế nên khi hiểu được hoàn cảnh gia đình mình, đi học tôi ở nhà thầy nhiều hơn nhà mình, chỉ vì sợ về thì tốn kém. Ở nhà thầy, sáng đi học, chiều tôi cùng 3-4 đứa khác phụ công việc làm lúa, giữ trại mía cho thầy. Từ phụ hồ ở đợ bước vào nghệ thuật nhờ hữu nghĩa. Hoàng Mập từng làm rất nhiều công việc lao động chân tay cực nhọc trước khi bước vào nghệ thuật. Từ thời sinh viên, mỗi kỳ nghỉ hè, Hoàng Mập đều tranh thủ đi kiếm việc làm thêm. Từ phụ hồ trong năm công trình xây dựng đến bán sắt. Cửa hàng bán sắt nằm ngay kế nhà văn hóa quận Tân Bình. Vậy là những buổi tối không phải làm, anh chạy sang đó chơi và quen hết đám trẻ con đang sinh hoạt trong nhà văn hóa khi ấy, mà bây giờ đều là những người có chút tên tuổi trong nghề như Phạm Thanh Thảo, Long Đẹp Trai, Hoàng Mèo, Mai Phượng. Rồi những sáng chủ nhật được nghỉ, anh theo các bạn vào công viên Đầm Sen. Bạn biểu diễn còn anh giữ đồ. Có lần, một thành viên trong nhóm vì nghe không rõ mà đi nhầm điểm diễn. Ngày ấy chưa có điện thoại để liên lạc như bây giờ. Không có người, anh được thế vai và may mắn đóng chung với nghệ sĩ Hữu Nghĩa. Thời điểm đó, tên tuổi Hữu Nghĩa đang lừng lẫy trong nhóm 4H cùng Hữu Châu, Hồng Vân, Hồng Đào với chương trình hài kịch Trong Nhà Ngoài Phố. Sau ngày hôm đó, Hoàng Mập đi theo Hữu Nghĩa giữ xe, giữ đồ, ủi đồ, việc gì cũng làm. Vừa ở đợ, vừa học diễn xuất, rồi thi đậu trường sân khấu điện ảnh với số điểm cao nhất. Hoàng Mập vừa học vừa đi diễn với mức lương trong mơ cùng đàn anh Hữu Nghĩa. Hoàng Mập từng kể, hồi mới theo anh Nghĩa giữ đồ, giữ xe, một tháng anh cho 60.000 đồng, cơm anh ấy bao hết. Số tiền đó dư sống vì cơm ký túc xá một tháng có 30.000 đồng. Khi đi diễn, một suất anh Nghĩa trả 15.000 đồng. Một đêm diễn cầm mấy trăm ngàn là rung tay vì vàng có 200 ngàn một chỉ. Cứ mỗi lần đi diễn về khuya là ngủ lại nhà anh Nghĩa. Khi vô trường đi quay không có đồ, tôi đều mượn đồ anh Nghĩa. Có những bộ anh Nghĩa mới may, chưa mặc, đã bị tôi mặc trước. Vừa đi học, tôi vừa theo nhóm hài của anh Nghĩa. Khi một số người trong nhóm có tên đi phim được giải này giải kia, đắt show không về kịp, tôi được anh Nghĩa cho thế vai. Lúc đó, được thế vai là sung sướng lắm. Tấu hài hồi đó rất thịnh, một đêm chạy 8-9 show bình thường. Cuộc đời tôi nói theo cách dân gian là xuất thân từ ở đợ, giữ xe, trợ lý, quản lý con nít, chủ nhiệm, sản xuất, rồi mới làm chủ. Chính vì thế, khi nhìn xuống, tôi biết hết tâm tư nguyện vọng của mọi người, từ phục trang, ánh sáng, hóa trang.
Thời trẻ Hoàng Mập cũng đẹp trai không thua ai, nhưng qua một cơn bão bệnh, anh bị tăng cân không kiểm soát. Từ 60kg, anh tăng lên 70-80 và bây giờ con số đó đã tròn trèm 150kg. Nghệ danh Hoàng Mập cũng từ đó mà ra đời. Trong nghề, Hoàng Mập được rất nhiều người yêu quý bởi cách sống nghĩa tình mà anh học được từ người anh, người thầy hữu nghĩa. Cuộc đời này cần nhất là vị tha và biết cách chấp nhận những gì mình có. Đừng bao giờ ganh tị mà hãy biết giúp đỡ người khác. Hoàng Mập được đàn anh nâng đỡ dìu dắt khi mới vào nghề, nên sau này anh cũng chọn cho mình con đường là giúp đỡ đàn em, nhất là những diễn viên trẻ mới vào nghề. Giàu có nhờ tích lũy, không bày bạc ăn chơi. Hồi Hoàng Mập mới ra trường chưa có nhiều việc, Hoàng Mập từng phải đi làm thuê làm mướn, đẩy xe ở chợ Tân Bình. Còn vợ của anh thì xách giỏ đi làm móng dạo, nhưng cả dòng họ không ai hay. Ngay tới căn nhà trọ cũng phải ở ghép với 5-6 người khác. Sau 2-3 năm, tích góp được ít tiền, vợ chồng Hoàng Mập mới về quê xin gia đình làm đám cưới. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng Hoàng Mập lầm lũi làm ăn tích góp ngày này qua tháng nọ. Thời Tấu Hài hưng thịnh, mỗi đêm Hoàng Mập kiếm vài chỉ vàng là chuyện bình thường. Anh không bày bạc, không cá độ đá banh, cũng không nghiện cà phê, thuốc lá. Làm được bao nhiêu, anh đem hết về cho vợ giữ. Trong nhà, vợ Hoàng Mập tay hòm chìa khóa. Chị không đua đòi ăn diện, chỉ biết lo cho chồng con, liệu cơm, gắp mắm, thu vén trong ngoài, nên số tiền đó giúp cuộc sống gia đình anh ổn định bền vững. Bởi thế, vợ chồng anh mới mua được đất, cất được vài căn nhà. Rồi vợ chồng chăm chỉ làm ăn, mua vàng tích trữ. Hoàng Mập làm nhiều công việc khác nhau, buôn bán đồ cổ, bất động sản. Anh kiếm tiền từ những công việc khác để nuôi đam mê nghệ thuật, mở hãng phim. Từ khi ra đời, hãng phim Hoàng Thần Tài của Hoàng Mập sản xuất rất nhiều bộ phim. Anh nổi tiếng là người tiền tươi, thóc thật, vừa đóng máy là trả tiền đầy đủ cho toàn bộ ekip, không nợ ai một đồng. Vì uy tín đó mà hãng phim của anh càng lúc càng được đồng nghiệp nể phục và yêu mến. Để làm được điều đó, ngoài cái tâm với nghề, với anh em, còn phải kể đến Hoàng Mập có điều kiện về kinh tế. Hoàng Mập từng chi 2,2 tỷ đồng để mua chiếc giường cổ về cho Việt Hương nằm khi tham gia phim của anh. Anh cũng không ngại mua rất nhiều đồ cổ đắt tiền chỉ để phục vụ cho những phân đoạn đập đồ. Ngoài căn nhà khang trang ở Tân Bình, Hoàng Mập sở hữu ngôi biệt thự cổ rộng 1.600m² ở Đồng Nai. Toàn bộ xác nhà chính là căn nhà cổ có tuổi thọ hơn 100 năm ở Nam Định được anh vận chuyển vào. Gỗ trong nhà hoàn toàn là gỗ lim và huỳnh đàn. Toàn bộ đồ cổ trong nhà do anh tích góp dần trong mấy chục năm. Hoàng Mập đầu tư thêm 5 tỷ đồng để xây hồ cá koi trong sân vườn. Sinh nhật Hoàng Mập hồi năm ngoái, con gái lớn dùng toàn bộ tiền đóng phim suốt mấy năm qua để mua tặng anh chiếc nhẫn kim cương trị giá 20.000 đô, khiến anh vô cùng xúc động. Hoàng Mập còn đang xúc tiến xây dựng phim trường trên khu đất rộng lớn ở Củ Chi. Tuy nhiên, Hoàng Mập không nhận mình là đại gia. Vợ chồng anh là kiểu người trong túi có 100.000 đồng hay 10 triệu đồng, 100 triệu đồng, 100 tỷ thì cũng như nhau. Dù cuộc sống có bao nhiêu trắc trở biến cố, anh đều không kêu than mà bình tĩnh đối mặt, giải quyết bằng tất cả sự lạc quan. Tôi không phải đại gia gì đâu, tôi chỉ là người bình thường, chịu khó làm việc, chịu khó đi cày, đi làm thôi. Tôi không chấp nhận hai chữ đại gia, Hoàng Mập chia sẻ. Anh quan niệm, người khác có thể kiếm 100 triệu một ngày, tôi chỉ kiếm 2 triệu nhưng thấy vui và hài lòng là được. Ngồi so bì rồi ganh ghét làm gì, giá trị nằm ở cách nghĩ của mình. Cái gì tiện lợi cho cuộc sống của mình thì mình áp dụng, tôi chỉ cần biết mình vui với cuộc sống này là được.